Dạ em chào anh chị, hôm nay con tử thức Bình Dương xin giới thiệu với anh chị mẫu con phân tích 6 số anh chị. Model của nó là BM22 của hãng A&D sản xuất tại Nhật anh chị. Anh chị xem qua cái cân nha, hình dáng và kích thước của cái cân. Thông số kỹ thuật của con em sẽ để bên sau cùng, em sẽ ghi sau cùng của video clip này anh chị có thể tham khảo. Hình dáng của cân, cân này là cân 6 số và có cái tổng cái khối lượng tối đa nó là 22g. Nếu mà nó cân mà dưới 5.1g thì nó sẽ là 6 số, còn trên 5.1g tự động sẽ chuyển về 5 số nha anh chị. Hàng của Nhật, nhà máy sản xuất tại Nhật luôn anh chị. Bây giờ mình sẽ đập hộp cái cân nha. Mình sẽ tham khảo cách đóng gói và phụ kiện đi kèm của cân này là cái gì. Anh chị đều chú ý cái cân này khi mà ta đóng gói làm sao thì hãng đóng gói làm sao, thì anh chị khi mà sử dụng mình di chuyển đi kiểm định hay đi đâu một nơi khác thì anh chị nhớ đóng gói giống như chàng vậy để tránh trường hợp bị bể nha anh chị. Đây là một khối liền, cái cân của nó sẽ có catalog, phụ kiện, đĩa cân và adapter đi kèm. Mình bưng một khối liền ra như thế này anh chị. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn với anh chị cách lắp đặt cân như thế nào nha. Lắp đặt cân, trước tiên mình sẽ bỏ cái đế cân xuống trước, nó có cái ngàm, cái khớp anh chị, đặt cái đế cân xuống trước. Sau đó là sẽ tới cái vòng ngoài. Rồi tới cái vòng trong anh chị. Cái vòng trong. Rồi sau đó mình sẽ lắp cái đĩa cân lên. Và cái nắp đĩa cân là cuối cùng. Sau khi mà lắp đặt xong hoàn thiện á thì mình kéo cái lồng kính lại để cho cân nó ổn định. Sau đó mình cái nắp lồng kính thì nó có hai cái cách. Cách thứ nhất là mình khi mình gạt lên á thì nó sẽ mở song song cái hai bên của lồng kính. Còn nếu mình gạt xuống giống vậy thì mình sẽ mở từng bên. Đó, mở từng bên giống vậy, tùy theo mình chọn lựa mình có gạt cái gạt lên gạt xuống. Bây giờ mình để cho chỉnh cho cái chân đế và cái giọt nước nó thăng bằng, rồi sau đó mình sẽ mở nút nguồn lên anh chị. Mình mở nút nguồn lên để cho cân nó ổn định, cho nó về không. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng nha anh chị. Nhớ là cân 6 số mình phải để trong môi trường thật là phòng thí nghiệm, hoặc là một cái môi trường thật là yên lặng, không có bị chấn động hoặc là những cái máy cao tầng thì mình mới xài được. Bây giờ mình sẽ qua cái nút thứ hai anh chị. Cái nút thứ hai là từ bên trái sang nút can anh chị. Sau khi mình đã chỉnh cái cân đâu đó cho ngay thẳng mà cần giọt canh giọt nước cho thăng bằng rồi thì mình bấm nút can. Nút can để cho cái cân nó can lại. Cân này là cân chuẩn nội cho nên bên trong cân nó có bù quả luôn anh chị. Mình mỗi lần mình tháo lắp, mình khởi động máy thì mình nên bấm nút can để cho cân nó tự chuẩn cân lại. Sau khi cân nó về cái màn hình không rồi thì mình sẽ xài nha anh chị. Rồi còn cái nút bên phải tiếp theo á là cái nút thứ ba là nút mốt anh chị, để thay đổi đơn vị. Mình muốn xài cái nó có nhiều đơn vị, ví dụ như đơn vị cân vàng, đơn vị CT, đơn vị OZ hay là miniga nữa, muốn xài cái đơn vị nào thì mình bấm cái nút mốt để cho nó lên đơn vị đó. Còn cái nút bên thứ tư là nút ren anh chị, để thay đổi cái số lẻ anh chị. Cái số lẻ cân này mình có thể thay đổi là 4 số lẻ, 5 số lẻ và 6 số lẻ. Còn cái nút bên phải tiếp theo là nút print anh chị. Nút print là để truyền dữ liệu. Còn cái nút cuối cùng bên dưới á, là nút zero. Khi mà cân nó không có gì hết mà nó hơi nhảy số vậy thì mình bấm zero cho nó về không. Còn bên trên dưới nữa, trên bên tay phải nữa là cái nút ion. Ion là để khử cái ion của cái cân anh chị. Khử ion của cái cân của lồng kính. Và một cái nút cuối cùng, nút select là để kiểm tra cái nhiệt độ môi trường của cái cân, để môi trường đang sử dụng bao nhiêu vậy thôi. Còn bây giờ là cái hướng dẫn sử dụng của cái cân sau. Sử dụng cái nguồn điện trực tiếp mà điện 220V nha anh chị. Nó mình cứ gắm cái dây sạc nó như thế này. Hoặc rồi mình xài màn dây nguồn trực tiếp như thế này mình xài thôi. Và mình có một cái dây nữa là dây cổng truyền RS232 anh chị. Mình có thể là sử dụng cái dây truyền này, một đầu mình gắn vô cân và một đầu mình gắn vô cái máy tính. Như thế này. Đó. Hoặc là mình xài cái ổ cứng phụ. Ổ này có một cái ổ đĩa phụ của cái cân. Nó có cái mình gắn cái cáp của nó vô bên hông như thế này. Rồi sau đó là khi mà mình truyền đó như vậy, nó truyền dữ liệu vô, sau đó mình gắn cái lấy cái ổ đó mình gắn vô máy tính. Như vậy là xong anh chị, nó sẽ truyền bằng hai cách.
Và đây là toàn bộ dữ liệu của cân anh chị. Thông số kỹ thuật của cân em ghim hết toàn bộ vô đây. Anh chị quan tâm về sản phẩm cụ thể thì anh chị có thể liên lạc với bên em. Bên em có thể là tư vấn trực tiếp, hoặc là gửi catalog cho anh chị tham khảo, hoặc là anh chị thêm những thông tin trực tiếp ở trên cái video clip này cũng được ạ. Em cảm ơn, em chào anh chị ạ.